Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị bấm ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy Để khi đến giờ họ hành động Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi Thưa Cộng đoàn Trước khi về trời Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Đồng thời, ngài cũng hứa ban Chúa Thánh Thần để trong Chúa Thánh Thần ngài ở cùng các môn đệ và ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy sứ mạng đoàn báo tin mừng hay sứ mạng làm cho muôn dân nhận biết Chúa là lệnh truyền quan trọng của chính đấng phục sinh chính ngài đã sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng phục sinh cho tất cả muôn dân nước chính vì thế chúng ta dễ hiểu tại sao công đồng Vatican II đã khẳng định sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân thuộc về bản chất của hội thánh hội thánh sẽ chết sẽ sơ cứng nếu hội thánh không loan báo tin mừng tuy nhiên lời Chúa ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy sứ mạng làm chứng hay loan báo tin mừng trước hết và trên hết là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài thúc bách chúng ta mở rộng cửa và đi ra để loan báo và làm chứng cho tin mừng để thông truyền niềm vui đức tin để gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Nói cách khác như Đức Giáo Hoàng Francisco trong lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2013 Ngài đã nói Chúa Thánh Thần là linh hồn của sứ mạng truyền giáo, chính Chúa Thánh Thần là nhân tố quyết định trong toàn bộ sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh. Người hoạt động một cách nổi bật trong sứ vụ đến với muôn dân, như chúng ta thấy trong giáo hội sơ khai khi người làm cho gia đình ông Cornelio trở lại, khi giáo hội phải quyết định những vấn đề cấp bách, thì trượng lựa các miền đất và các dân tộc để giao giảng. Chúa Thánh Thần hoạt động qua các tông đồ và đồng thời người cũng hoạt động trong các thính giả. Nhà hoạt động của Chúa Thánh Thần tin mừng đã thấm nhập vào lương tâm và tâm hồn con người cũng như lan truyền trong lịch sử. Tất cả đều được Chúa Thánh Thần ban sức sống. Vì thế, hội thánh không phải là một hội từ thiện, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sống động, hành trình và hành động trong lịch sử. Hội thánh ấy phải chấp nhận bị bầm dập, bị thương tích, một hội thánh đi ra đường không bám víu vào những sự an toàn của mình. Đó là một hội thánh mở bung cửa để đến với những con người đang ở bên lề xã hội, dẫn đưa họ về hội nhập vào một đoàn chiên của một chủ chiên duy nhất là Đức Giêsu Kitô, đấng đang đến, đấng đã đến, ngài đang sống và sẽ ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng kể rằng khi các tông đồ bắt đầu giao giảng thì có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo và xác nhận là các ông giao giảng đó cũng là điều mà chúng ta phải kinh nghiệm Đó là điều mà hôm nay đang xảy ra giữa chúng ta Vì thế khi thực thi sứ vụ đoàn báo tin mừng Chúng ta đừng mời gọi khám phá và trải nghiệm trong kinh nghiệm đức tin ấy Tin rằng có Chúa cùng hoạt động và dùng dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời chúng ta giao giảng. Đồng thời cũng tin rằng Đức Kitô sống lại và được tôn vinh là nguồn suối hy vọng của chúng ta và ngài sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta trong việc thực thi sứ mạng mà ngài đã ủy thác cho mỗi người chúng ta xin chúa chúc lành cho chúng ta